là mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Gia Đình Cam. Ngày hôm nay đúng không, chúng ta đang có một nhân vật rất là đặc biệt ở đây, là một người em của mình ở trong Sài Gòn. Và đây là một cái video mà Kiên đã muốn quay từ rất rất lâu rồi. Hai anh em cùng nhau làm một video gì đấy rất là đặc biệt. Nếu như các bạn đã xem video trên kênh YouTube của Fable thì các bạn đã thấy rằng là hai anh em mình đã ăn món bánh mì trị giá 100 đô đúng không? Và ngay bây giờ đến món thứ hai bọn mình thử, đó sẽ là một bát phở. Sở dĩ tại sao mình muốn làm món phở này, tại vì là mình là một người, nếu mà các bạn đã để ý kênh YouTube của Gia Đình Cam thì đã thấy có một vlog là Kiên đã dạy các bạn làm món phở bò, lại còn là phở bò miền Nam nữa. Và mình đại loại là một người rất là thích ăn phở này. Các bạn để ý thì mình đã nói là phở là món ăn mình thích nhất, cho nên là mình rất là dành món ăn này, từ phở Bắc, phở Nam, và bây giờ lần đầu tiên mình ăn phở bò Wagyu và trị giá 100 đô, cho nên là mình rất là thắc mắc món ăn này. Chủ đích của video ngày hôm nay là để cho hai anh em có một cái video để làm kỷ niệm cùng với lại nhau nè, và là sẽ cùng nhau thử cái món ăn rất là đặc biệt này, và kể cả mình cũng rất là muốn thử cái món ăn này, và không ngoài ai hết đó chính là anh Kiên. Lát hồi chúng ta xong cái intro này thì chúng ta sẽ bắt đầu và dive in ăn cái món ăn này ha. Mình sẽ review cặn kẽ nhất món phở này cho các bạn xem như thế nào, và nếu như các bạn có ý định là thử món ăn này thì mình nghĩ rằng là một chút nữa mình sẽ đưa ra một cái lời khuyên tốt nhất dành cho các bạn. Lúc mà bắt đầu ăn thì đừng có quên Ok. Và bây giờ là trên bàn phần phở 100 đô đã được bày rất rất là nhiều rồi. Đầu tiên là hai anh em bọn mình chỉ tự nghĩ là kiểu đại loại là một bát phở to giống như cái món bánh mì vừa xong thôi, là một bát phở lớn thôi và hai anh em chia nhau ăn. Nhưng mà thật sự ở đây là có rất là nhiều món luôn. Đầu tiên nhá là chúng ta sẽ có bánh phở và nước phở ở đây này. Bên cạnh đấy thì mỗi người sẽ có một cái trứng, và trong cái trứng này cũng có cả thịt luôn. Có một cái set ở đây là kiểu như là set bò Wagyu tái. Đấy, ở đây là một cái bát đá bao gồm bò viên này, hình như là cũng có thịt ở trong này, có sườn nữa, sườn bò nữa. Thì cái này rất là, nói chung là thế nào nhỉ, nó là phở miền Nam ấy, tại vì là phở miền Nam thì mới có bò viên và có cả rau sống luôn đây này, rau húng lại đây, có một phần tủy bò nữa. Đặc biệt là sẽ có hai ly cocktail phở ở đây, đây là thanh quế đang được đốt lên luôn, đốt lên như thế này, và chúng ta sẽ cho vào bên trong ngoái đều lên uống thử luôn ha. Thử luôn ha. Những cái nguyên liệu ở trong cái ly cocktail này á cũng là chắc là những cái nguyên liệu mà làm phở đúng không? Làm phở đây này, tại vì là có hoa hồi, có quế, có ớt quả, có chanh, và đặc biệt là có luôn cả một lá mùi tàu ở đây mà người Sài Gòn gọi là mùi ngò gai, Hà Nội gọi là mùi tàu. Mùi tàu. Thì đây mình sẽ cho luôn, bảo là sẽ dầm hết vào như thế này. Đây là những cái nguyên liệu cơ bản để các bạn nấu một nồi phở đúng không? Nếu mà các bạn nào mà nấu ăn thì các bạn sẽ rất là quen thuộc cái này rồi. Với lại nãy anh Kim có nói là anh Kim đã làm những video về phở, và anh Kim đã ăn rất là nhiều phở từ miền Nam, miền Bắc. Chắc chắn đây là cái món sở trường của anh Kim rồi. Ly cocktail này rất là thơm nhá. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà không uống được rượu thì sẽ thấy là cái này nó hơi bị nhiều cồn ấy. Anh Kim nói đúng á, đối với lại mấy bạn mà không uống rượu được á, nó không phải là nhẹ giống như là những cái rượu champagne hay rượu đỏ đâu. Nó hơi nồng á. Hơi nồng ấy. Chắc là cái vị nồng này có thể giúp ích cho cái món ăn này nó ngon hơn. Ừ, say quá, ôi say quá. Mừng đủ tỏ tình rồi. Đây cái phần tủy bò đây. Ồ, nó như thạch đấy các bạn. Này, nhường em cài. Cảm ơn em. Phần tủy bò này thường nó rất là béo, tại vì là nếu mà những bạn nào mà hay nấu bếp như Kiên ấy thì sẽ biết được rằng là đây là phần xương ống của con bò, chính vì vậy mà nó sẽ rất là béo, rất là mập. Ăn nó lại yêu kỳ luôn, ăn đi. Không phải nuốt nước bò tên. 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3 vô nhá. Vô. Em biết anh nói gì. Em biết, ăn vào nó rất là giống cream boufflé. Cái bánh flan mà có đốt cái đường ở trên đó mọi cream người boufflé. Đúng rồi. Không? Nhưng mà nó béo béo, nó ngậy ngậy giống gan ổng á. Mình đang tính nói vậy. Nó không có mùi gây của bò đâu, cho nên là mọi người yên tâm nếu mà các bạn kiểu như là sợ cái mùi gây của cái mùi tủy bò ấy. Nhưng mà hay một cái là cái bánh tráng này á, họ nướng lên nó hơi khét á, cho nên khi mà chúng ta ăn vào á, nghe được cái mùi khét một chút xíu nha. Tới cái mùi của tủy bò rất là ngon. Còn cream boufflé không? Nó rất là béo nữa, béo cực kỳ. Bây giờ em thấy cái béo này mà chúng ta uống cái ly cocktail này vào hộp này, cái vì nó béo cực kỳ luôn, hơi mỡ mỡ chung nào. Đó, uống cái cocktail này hộp này. À đấy, giống như mình hay ăn trứng chân ở ngoài phở miền Bắc ấy, mà trong này người ta gọi là hột gà, đúng không? Hột gà. Hột gà. Hột gà. Với lại trong đây có thịt nữa. Mà là thịt không vậy? Ôi cái nước này nó không bị ngọt theo kiểu Sài Gòn đâu nhá. Đúng rồi. Nó, mình đã định bảo là nó khá là đậm, mà nó đậm ở đây là đậm vị mặn giống như miền Bắc hơn là kiểu ngọt giống Sài Gòn. Cái nước ngon lắm luôn á. Với lại nếu các bạn mà hay đi ăn phở, các bạn để ý đi, nếu các bạn đang cái tô phở đúng không, sau đó bạn gọi thêm một cái chén trứng nữa thì cái nước súp của cái chén trứng nó hơi khác là cái tô phở bạn đang ăn.
ăn nó béo béo ngậy ngậy mà. Anh thích ăn trứng được. Ở ngoài Hà Nội nhá, đôi khi anh đến quán phở không phải để anh ăn phở đâu. Để ăn trứng là đúng không? Để anh ăn trứng và ăn quẩy thôi. Ở trong này thì không có quẩy. Đúng rồi. Đúng không? Trong này không có quẩy nhưng mà bù lại là có rau sống. Cho nên là thường khi mà anh ở Hà Nội anh ăn phở là anh chỉ có đến để kiểu nhiều lâu hôm ấy, anh chỉ đến anh để ăn, anh ăn trứng với ăn quẩy thôi. Còn không ăn phở và không ăn thịt. Nhưng mà lần trước khi mà em ra Hà Nội em ăn quẩy với lại phở lần đầu tiên luôn á, rất là ngon. Lần đầu tiên đúng không? Tại vì đúng là rồi. Trong miền Nam mình thấy là không có cái quẩy, thật sự là rất phí luôn ấy. Hiểu tại sao mọi người trong này không ăn quẩy. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái món chính. Ở đây có một cái đĩa bò Wagyu đã được thái lát ra như thế này rồi. Tuy nhiên là cái phần thịt này còn khá là tái cho nên là chúng ta sẽ nhúng vào cái bát đá này. Bát đá nó giữ nhiệt rất là tốt. Nhúng nha, mọi người lắc này nha, thì nó mới chín nha, chứ không phải là nhúng này nhấp lên đâu nha. Với lại nãy giờ không biết các bạn có để ý không, nhưng mà mình với lại anh Kiên đều ăn tay trái hết luôn á. Ừ nhờ. Ừ, em ăn tay trái. Ủa, anh em mình biết từ lâu rồi mà. Marriott á. Đúng rồi. Đây. Đó lý do tại sao anh em sinh đôi. Nhau không? Nó rất là nạc hơn rất nhiều so với cái đợt mà mình đi Tokyo và mình ăn cái bò Wagyu ở bên đó. Cái phần vai hay là phần thân ấy nướng nhưng mà nó vẫn rất nhiều mỡ. Và hôm nay khi mà nói đến bò Wagyu thì mình sợ nó rất là béo, tuy nhiên là đúng rồi, ăn nó bò Wagyu là có rất là nhiều sơ mỡ. Nhiều sơ mỡ cực kỳ luôn. Và bò Wagyu là bò mà ngon cực kỳ ngon. Nếu các bạn chưa ăn thì nên ăn thử đi. Với lại phở này là cho vừa đủ nha, chứ không phải là quá nhiều á. Đây là ít bánh, tại vì là đây ít bánh cực kỳ đấy, các bạn thấy không, một góc là đã hết rồi, cho nên là mình thấy là chúng ta sẽ ăn nhiều thịt hơn, kiểu đạm hơn, mình thưởng thức được hơn tất cả những cái món ngoài đây. Ở đây nhá, thì bình thường là khi mà những bạn nào ăn phở của trong miền Nam ấy thì sẽ thấy rằng là có hai nguyên liệu, đó là tương ớt và tương đen, thì ở đây được có hai nguyên liệu đó rồi. Nhưng mà cái phở 100 đô này thì nó có một cái lạ, nhưng mà có một cái sốt của nấm truffle. Thì cái sốt này thì như bạn biết ấy, là nấm truffle rất là đắt, nhưng mà ăn rất là ngon, rất là thơm. Và cái cách ăn là chúng ta sẽ nhúng một miếng bò tái này đây vào thịt này. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái thìa này, chúng ta sẽ cho một ít nước dùng vào cái thìa này, một miếng thịt, một miếng phở chẳng hạn, cho một ít phần sốt của cái nấm truffle này lên trên cái thìa này. Đây, ăn thử, anh ăn nhé. Ăn đi. Mùi thơm cực kỳ luôn. Để tay em. Nhưng mà đúng là nước hơi đậm. Nước hơi đậm, và những bạn nào mà muốn ăn những cái gì này nó đậm đà, hơi mặn một chút ấy, thì mình thấy sẽ rất là hợp món này. Tuy nhiên thì nước đậm này ăn với bánh phở. Trong này có cả bò viên này. Ăn thử miếng bò viên đi. Ok. Xăm cho em. Cảm ơn. Hơi gầy rồi. Giờ pha bố hơi gầy, hơi hốc hác, cho nên là mình có một người anh chăm cho. Ok, vô. Ôi, trong này còn rất nhiều thịt nhá. Nhiều lắm luôn á. Mình nghĩ là với phần ăn này chắc là cũng chỉ được hai người ăn là cũng đã rất là thoải mái rồi. Mà cái này mà bạn nào mà đang trong cái chế độ ăn mà kiểu để tập gym ấy, mình nghĩ sẽ rất là ổn đấy, tại vì là cái phần tinh bột nó rất là ít thôi. Còn lại về kiểu thịt thà bò biết rất là nhiều. Em ăn đi, em sẽ thấy được cái sự đây để em lấy ngon dã man đây. Đây là một cái phần miếng bò, các bạn có thể thấy miếng bò rất là dày luôn. Ăn thử em sẽ thấy. Phần này như là phần thăn. Có nghĩa là trong cái phần phở 100 đô này có tất 7 loại thịt bò cơ. Cho nên là các bạn có thể là thưởng thức rất là đa dạng, rất là phong phú, từ kiểu như bò viên hết thứ luôn á. Có cả gân bò nữa. Nói chung là một người thích ăn phở như mình mà còn khen thì các bạn yên tâm về chất lượng nha. Cái bánh này giống như là bánh mà họ tự làm nhá. Em nghĩ vậy, giống kiểu homemade á. Bánh phở như thế này ở ngoài Hà Nội thì rất là phổ biến. Vậy hả? Còn mấy lần mà anh ăn bánh phở ở trong Sài Gòn thì dày hơn, bánh phở này mỏng hơn. Và bánh phở này ăn rất là ngon. Mà em thấy nó mềm, rất là mềm luôn á. Rất là mềm luôn. Ở cá nhân anh thì anh thấy rằng là nó thiên về phở miền Bắc nhiều hơn là phở miền Nam. Nó có phần bò viên này, có phần rau sống này, có tương đen này, xong rồi thịt thì rất là mềm. Thì nó vẫn theo phong cách miền Nam, tuy nhiên thì anh thấy rằng là nó nghiêng về phở miền Bắc nhiều hơn. Gặp được cái nấm truffle này, hay lắm. Nhưng mà nãy giờ từ cái món đầu cho tới món này á, cái vị truffle nó cứ xung quanh vậy. Tại vì đó là những cái gia vị mà đắt nhất á. Cho nên là nó 100 đô thì cũng rất là đáng tiền mà. Với lại 100 đô bao gồm thuế rồi. Cho nên cho rất ok. Với lại ngoài ra có hai ly cocktail này. Nói chung là chỉ cần một bữa tối đi ăn hẹn hò như anh em mình. Như anh em mình là ok rồi đó. Cái phần xương này rất là giống cái canh xương bò của Hàn Quốc đúng không? Những bạn nào mà hay nấu ăn ấy, thì sẽ thấy rằng là cái xương bò mùi nó khá là bị gây. Gây thì người ta sử dụng cái từ gây và mùi nó khá là hôi ấy. Nhưng
mà ở đây cái nước không hề bị ôi một chút nào, chứng tỏ là họ đã sơ chế rất là kỹ và cái phần xương bò này nó không bị đục, nó không bị nhiều cặn, cho nên là chế biến rất là kỹ đấy. Mà trước khi á em book ở đây á để đặt những cái món ăn này á, ở đây họ nói là mình phải đặt trước một ngày để họ có thể chuẩn bị được hết những cái món ăn này á, chứ không thể nào mà đặt trong ngày được. Tại vì những cái cách mà họ sơ chế hay như thế nào, họ nấu nướng rất là kỹ. Có nghĩa là không phải là mình đến mình gọi là có luôn đúng không? Đúng rồi, không thể nào. Có nghĩa là muốn ăn món này thì các bạn phải đặt trước một ngày. Có một cái hay nữa ở đây là quán này người ta sử dụng một cái ống mút, nó là cây cỏ. Cây cỏ hả nè, em không nói. Hiểu đây là cái cây gì, anh biết đấy nhưng mà không nhớ tên đây cái cây này, cho nên là sẽ không ảnh hưởng đến môi trường sau khi mà chúng ta sử dụng xong ống mút nhựa đúng không? Nào, anh no quá. No. Mà anh em mình còn phải để bụng để lát hồi đi ăn nữa. Đi ăn với bố mẹ em nữa. No quá. Nhưng thật sự là món này rất là ngon, rất là lạ. Và hy vọng rằng là sẽ có một lần anh dẫn vợ anh và bé Cam qua đây ăn thử món này. Tại vì Cam, không hiểu sao Cam nó gen rất đồng bố, rất nghiêm phở. Như vậy là mình và Phạm Bố đã thưởng thức xong hai món ăn trị giá 100 đô một món, đó là bánh mì và phở. Loạt đầu tiên khi mà nghe thì các bạn sẽ nghĩ rằng đây là những cái món rất là quen thuộc, rất là truyền thống của Việt Nam đúng không? Tại sao nó lại có giá cao như vậy? Tuy nhiên thì sau vlog của hai anh em thì mình nghĩ rằng là các bạn đã có một cái nhìn nói chung là chi tiết hơn về hai món ăn này. Và thật sự là bỏ ra 100 đô để chúng ta có một cái set đồ ăn bao gồm cả nước, cả đồ ăn chính, cả đồ ăn nhẹ này thì mình nghĩ nó là một cái giá rất rất là hợp lý. Cảm ơn em đã cùng anh làm cái vlog này. Và như cũng vẫn câu nói quen thuộc là nếu các bạn thích hãy ấn like, subscribe và hãy click vào cái chuông để ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Để ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. 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 Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye.